Messi thách thức bí mật cơ bản nhất của Ronaldo. Sự đối chọi giữa bộ đôi ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang tăng nhiệt khi cầu thủ người Argentina sẵn sàng thách thức cái gọi là bí mật cơ bản nhất của CR7. Không thể phủ nhận, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là hai cái tên luôn được người hâm mộ nhắc nhiều đến. Cả hai tạo nên cặp đối đầu, kỳ phùng địch thủ trong làng bóng đá thế giới. Với phong cách thi đấu khác nhau, cá tính cũng khác nhau. Ronaldo và Messi đã trải qua 9 mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp với việc thường xuyên chạm mặt nhau khi chơi cho các câu lạc bộ kình địch Barca và Real Madrid. Cần biết, Messi và Ronaldo so tài với nhau lần đầu tiên khi Manchester United gặp Barca ở trận bán kết Champions League 2007-08. Giờ đây, dù Ronaldo thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Arabia, còn Messi thi đấu cho Inter Miami tại Mỹ, song sự đối chọi giữa bộ đôi ngôi sao giành tổng cộng 13 danh hiệu quả bóng vàng không vì thế mà hạ nhiệt. Ngay mới đây, Lionel Messi đã tiết lộ tên thương hiệu đồ uống mới của anh. Trong đoạn video ngắn quảng cáo loại đồ uống này, Messi viết: "Tôi rất vui mừng được tiết lộ tên loại đồ uống mới của mình, Mac B. Messi. Cái tên này thể hiện ý nghĩa mà cuộc đời và sự nghiệp của tôi luôn hướng tới, Mac có ý nghĩa nhiều hơn. Tôi tin rằng chúng ta luôn có thể cống hiến nhiều hơn một chút, và tôi đã đạt được nhiều điều hơn tôi mong muốn nhờ suy nghĩ tích cực." Đoạn video clip của Messi đã nhận được hơn nửa triệu lượt thích chỉ sau vài giờ và hàng trăm nghìn bình luận. Messi đối đầu không khoan nhượng với Ronaldo trên thương trường. Trước đó, Messi đã chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó có cảnh Messi nếm thử loại nước uống đóng chai mà anh sẽ chính thức giới thiệu vào ngày 14 tháng 6 tới. Cùng với cô vợ xinh đẹp Antonella Roccuzzo, Messi tỏ ra rất thư giãn khi nếm và cảm nhận mùi thơm của các mẫu đồ uống khác nhau với các màu xanh nhạt, đỏ, cam và vàng. Bổ sung nước là cần thiết, nhưng bù nước tốt không hề dễ dàng như bạn tưởng. Đó là lý do tại sao tôi quyết định tạo ra một loại đồ uống mới với sự kết hợp của chất điện giải và vitamin cùng với hương vị hấp dẫn. Tôi rất nóng lòng muốn sản phẩm này đến với người tiêu dùng, Messi viết chú thích cho bài đăng trên tài khoản Instagram có hơn 500 triệu người theo dõi. Video clip giới thiệu sản phẩm nước uống của ngôi sao từng 8 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng kết thúc bằng khẩu hiệu hydrat hóa tích cực. Tích cực hydrat hóa. Với việc giới thiệu sản phẩm rất bài bản, Messi đang tiến những bước vững chắc vào thị trường nước uống đóng chai mà đối thủ anh hướng tới không ai khác là Ronaldo. Năm ngoái, Ronaldo đã cho ra mắt đồ uống Usu, một loại nước khoáng thiên nhiên có hàm lượng kiềm cao và được quảng bá có tác dụng bù đắp quá trình axit hóa cơ thể, phục hồi sức sống của các cơ quan và tạo cảm giác khỏe mạnh. Nó được bán ở châu Âu với giá dưới 1 euro cho một chai 1.5L. Nước là một trong những bí mật cơ bản nhất trong sự nghiệp của tôi. Nó là bản chất của cuộc sống. Tôi vô cùng tự hào khi đưa Usu tới tay người tiêu dùng. Ronaldo đã hào hứng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, cái gọi là bí mật cơ bản nhất của Ronaldo đang bị thách thức bởi Messi. Rõ ràng, Ronaldo đang đối mặt với sự cạnh tranh không hề dễ chịu từ Messi trong thương trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.